Đây là công việc thường ngày của chị Ngô Thị Đào trong công tác phòng dịch COVID-19. Hai năm nay, kể từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, không quản nắng mưa, mỗi khi có nhiệm vụ kiểm tra người cách ly tại nhà là chị lại có mặt để cùng các thành viên tổ cộng đồng theo sát công tác chống dịch ở địa phương. Với chị Đào, được đóng góp một phần công sức của mình vào nhiệm vụ chống dịch là điều khiến chị cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi đã 61, 62 tuổi rồi, nhưng mà cái tinh thần tôi là mạnh hơn cái sức khỏe. Dù rằng mình đi thì để cho những cái thế hệ trẻ họ nhìn vào đó để họ để phát huy được cái năng lực và cái tinh thần trách nhiệm. 15 năm là thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ xã Cam Hiếu. Mọi công tác hoạt động từ thiện nhân đạo giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, công tác hỗ trợ các gia đình neo đơn, phòng chống thiên tai, chị Đào đều có mặt và xung kích đi đầu. Mọi công việc chị thực hiện đều nhận được sự yêu mến của những người xung quanh. Quá trình hoạt động của chị thì anh em chúng tôi rất ghi nhận, và đặc biệt là các cấp lãnh đạo. Tuy tuổi tác đã cao nhưng với vai trò trách nhiệm của chị là một ủy viên ban thường vụ Hội Đỏ xã và là một thành viên trong tổ phòng chống COVID-19. Chị năng động, sống sáo trên mọi lĩnh vực, đặc biệt với tuổi cao nhưng mà cái tâm huyết, nhiệt huyết của chị luôn luôn dâng đầy. Khi anh em chúng tôi có nhu cầu, alo, chị phải đi hoạt động chỗ đó, gọi chị đi để làm việc chỗ kia là chị đáp ứng kịp thời ngay. 15 năm cống hiến cho công tác Chữ Thập Đỏ, phần thưởng lớn nhất chị Đào có được là được giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Đó cũng chính là động lực để chị tiếp tục cống hiến cho xã hội những điều tốt đẹp.